Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. Ok, let's get. Chào mừng chúng ta lại trở lại channel của Bình Cần nhá. Thì hôm nay là ngày thứ 5 anh em ạ. Sẽ nhận được Magellan ngày đô tốp ngày thứ 5 này, cực kỳ căng thẳng rồi. Hôm qua tôi phải thức trắng đêm để úp được chiến đấy anh em nhá. Hôm nay ngày thứ 5 là chúng ta có nhận được 150 mảnh Magellan, cái này 10 thịt quay lớn này. Và hôm nay tôi sẽ đi chiêu mộ Sengoku và Luffy Wano anh em nhá. Luffy Wano về kết hợp với team này. Hôm nay là ngày thứ 5. Và trước đó là mình sẽ phải đi nạp thêm một củ nữa. Một củ nữa mày, tôi sẽ chơi khô máu hạng giờ này anh em nhá. Chơi khô máu hạng giờ này. Và để đi xem có một vài gói nạp nữa. Bây giờ sẽ đi nạp luôn một củ là let's get it. Ok, đã xong anh em ơi. Nạp thêm một củ nữa tốc khô máu. Đó là một củ là chúng ta đổi vào coin này. Mình sẽ chơi đổi full kim cương thôi. Gói thì tôi đã mua hết gói ngon rồi. Gói thì có 3 gói ngon là thẻ vàng, thẻ bạc, quy trưởng thành thôi. Đó, xúc hết rồi anh em ạ. Sau khi mua xong là hàng ngày thì game cũng tặng cho anh em rất nhiều kim cương. Xếp hạng tháp thí luyện này. Hôm nay mình được hạng 6 thôi. Xếp hạng quả đấu trường top 2 nhá. Tôi xin phép tôi top 2. Top 2 là được thẻ VIP này. Hôm nay sẽ lên thử top 1. Hướng dẫn lên kích mấy cái này nhận rồi. Ui à, thẻ nào 1.000k là của tôi. Thẻ nào 1.000k là của tôi anh em nhá. Tôi tưởng này, quả đấu trường là được 1.000k thì thôi. Này đi bú luôn. Rồi. Bú luôn 1.000k chúng ta sẽ có 1 triệu kim cương. Bây giờ sẽ đi nhận này. Nạp đầu ngày à. Đủ 5 ngày liên tiếp chúng ta nhận được cái quà hơi rách. Đi học chopper anh em ạ. Thẻ tháng cái này. 20.000 kim cương, 10 mảnh quả năng. 30.000 kim cương, 20 mảnh quả năng, 2 thẻ 10k nữa. Ngày 4. Ngày 4 con chưa mua này. Ngày 5 này. Ôi điểm thiên phú anh em ơi, điểm thiên phú là cực kỳ quan trọng nhá. Ngày 6 này. Ngày 7 mở gì đây? Cái của Zoro à. Của râu đen thì ngon. Quỹ trưởng thành chưa có gì cả. Nhận bù thể lực. Hoàn trả chiêu mộ này. Hôm qua mình cũng chơi chiêu mộ anh em ạ. Tích nạp 2.000k này. Nhận được 50 mảnh Fujitora. Fujitora khá yếu anh em ạ. Dương điểm thiên phú ngon. Fujitora tôi đánh giá không khỏe. Không khỏe tí nào. Tích lũy tiêu kim cương. Tí nữa sẽ tích lũy tiêu kim cương anh em nhá. Quái hạn tuần nè. Quái hạn tháng. Tích lũy tiêu phí. Chưa có gì cả. Số pet. Ghép skin. Tích nạp ngày đây. Tích nạp ngày chặt cái. Dương mảnh SSSS. Dương mảnh SSSS khá nhiều nhá. Ủa. Được một con pet này, ngon chưa? Tích nạp bao nhiêu nhỉ? Tích nạp một củ được một con pet này ngày hôm nay là. Ồ ngày hôm nay tích nạp một củ được con pet này. Căng nhỉ. Tích nạp 3 củ được con pet ngon nữa này. Hộp skin băng mũ rơm. Tích nạp 2 củ được hộp skin này. Tích nạp 1 củ được bao nhiêu ấy? Được 100 mảnh vạn năng, ngon nhá, ngon nhá, ngon nhá. Ngon chim, ngon chim. Đua cấp này. Mình đang top 2. Ông này đã cấp 88 rồi. À thế nhờ. Đã cấp 88 rồi anh em ạ. Giá thật sự luôn. Nhận điểm đấu trường này. Tháp thí luyện này, nhận cái sự kiện này. Không biết là mình nên chơi Luffy Wano hay là nó chơi Sengoku đây. Hôm nay tôi là chiêu mộ được cả hai con đấy đấy. Tôi sẽ mốc được cả hai con trưởng thành này. Nhận gì được không? Đề cử này ăn rồi này, sự kiện ăn rồi, lễ hội ăn rồi này, ăn hết rồi. Rồi vào túi. Hai thẻ 20 dùng luôn. Lấy kim cương. À để xem mình nên được
Ủa còn thiếu 4 triệu em cường nữa lên được VIP 22. Ok đấy, lên được VIP 22. Dùng con bé này này. Chưa mở nó như nào. À đây, kích hoạt pet. Đấy. Ui, lên 300.000 lực chiến anh em ạ. À, lên 30.000 lực chiến. Ác nhờ. Đây, kích hoạt được nhiều pet một lúc nhá. Kích hoạt được rất nhiều pet của một lúc. Này nó không phải xoắn. Đây là con chó dắt cho nó đẳng cấp. 71 mạnh SS cộng này. Vớ vẩn được đây. Vớ vẩn đủ Luffy luôn đi. Xin Goku này. Hàm 93 thiếu 7 mạnh Luffy nữa. Thì 7 mạnh Luffy nữa thì chúng ta sẽ kiếm cực kỳ dễ thôi. Mạnh Ma Xe Lăng rồi. Ma Xe Lăng hình như tôi nhận rồi đúng không? 150 mạnh Ma Xe Lăng cơ mà. Đây đây đây. Bán sắt vụn anh em ạ. Nhận xong bán sắt vụn ngay. Nhận xong rồi sẽ mang đi bán sắt vụn luôn. Mấy cái đá này bán sắt vụn hết. Đấy Belly. Rồi tạm thời thế. Bây giờ chúng ta thiếu 7 mạnh Luffy. Wano thì chúng ta lấy ở đâu? Đây. Mạnh này. Hiện tại tôi đang thiếu 7 mạnh Luffy Wano. Thì tôi chúng ta lấy ở đâu thì chúng ta sẽ lấy ở đây anh em này. Hướng dẫn nè. Anh em nhìn combo nhá. Đấy, anh em đừng quên này nhá. Đây là. Mà combo này khá khó chơi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi làm mẫu cho anh em xem cái combo này này. Khá khó chơi đấy. Đây, điều kiện nhận combo là chúng ta phải hoàn hảo X3 và chúng ta phải giết được Frankie. Hướng dẫn này. Thì chúng ta ke đến cái mốc mà nó đây là cái như kiểu nhảy audition đấy anh em, nhảy audition có cái mốc đỏ đỏ này này. À cái vòng vàng này anh em kích vào đấy là sẽ được. Nhưng quan trọng bây giờ chúng ta ke cái gì để kill cái con này cơ. Đấy, hoàn hảo này. Ôi tuyệt vời này, không được này. Lạch. Ôi giời, lạch. Đấy còn chưa giết được nó này. Tôi ke lạch anh em ạ. Thoát, những cái lúc này chúng ta thoát ra ngoài nhá và vào làm lại này. Combo há khó đấy, ông nào run tay như tôi thì khả năng là khê đấy. Mục tiêu hoàn hảo X2. Lấy Luffy đánh trước đi. Rồi. Đấy, hoàn hảo X2 này. Úi giời ơi, tuyệt vời. Trượt, quả đấy trượt anh em ạ. Nhưng chúng ta phải đọc hiểu skill ấy. Thì nói biết được con nào phá giáp. Đi trước. Ôi giời ơi, xịt kìa. Căng thế nhở, xịt. Không biết cho con nào đi trước đi nhở. Cho Ryuma đi trước đi. Ôi giời ơi, xịt. Xịt mất con, cái này nó cần hoàn hảo ở trên 3/3 cơ. Tay run quá anh em ạ. Ok, hoàn hảo 3/3 rồi, không có giết nó không? Không giết được nó này, đây. Thế chứng tỏ là thứ tự này sai em nhá, thứ tự này sai. Chứ anh em đừng vội, thứ tự này sai. Cho con Ryuma đi trước là sai. Chúng ta sẽ cho con Ennen đi trước. Vẫn không đúng. Thứ tự này vẫn không đúng. Thế thứ tự tiếp theo sẽ cho con Luffy đi trước. Ui giời ơi. Cái đậu xanh. Thế tư tự cho Luffy đi trước cũng không đúng. Cho Cavendish đi trước mới đúng. Đây rồi. Vẫn không chết được này. À thế nhờ. Không hiểu kiểu gì. Thứ tự này không được đấy, tôi chịu đấy. Ê, cái đậu xanh này nó không nhìn cái mày vạch vàng. Gabot
Này không giết được nữa đi. Ảo thật sự anh em ạ. Không giết được. Thử 4 thứ tự thôi nhá. Game hơi bịp. Hơi bịp nhá. Game hơi bịp này. Thử 4 thứ tự combo không được này. Ui giời ơi, đánh Nine không chết nữa. Hoàn hảo x4 rồi nhá. Ảo thế nhờ. Hay còn phải đợi sát thương chí mạng nữa. Chém thế còn không chết nữa. Hay tôi nghĩ là phải đợi Enen có nộ đấy. Ui giời, chém nay không chết. Này phải được khả năng phải đợi sát thương bạo kích à. Giữ liên kích hoàn hảo. Luffy ra tay có thể combo thay đổi chiến lực. Kuzan liên kích ảnh hưởng đến sát thương Kuzan. Ra tay cuối cùng. Kizaru ra tay cuối cùng có thể hạ gục đối thủ. Ok, Luffy ra tay sau cùng có thể hạ thay đổi cục diện. Luffy ra tay sau cùng thì Kai Bandit đi đâu còn gì. Luffy ra tay sau cùng nhá. Vẫn không hiểu anh em ạ. Vẫn chưa hiểu kiểu gì. Nigebawa nai zo. Vẫn không chết. Luffy ra tay sau cùng là kiểu gì. Không hiểu. Để tôi sẽ đi thử nghiên cứu nào nhá. Let's go này. Ok, tôi đã hiểu vấn đề anh em nhá. Tôi đã hiểu vấn đề rồi. Đây, anh em phải làm như thế này này. Đây, Luffy phải ra tay sau cùng anh em nhá. Luffy phải ra tay sau cùng này. Bây giờ này, kích vào đây rồi kìa. Ke vào cái mốc hoàn hảo rồi lại kích tiếp vào những con tướng này nhá. Này, nhìn này. Mẫu lần này. 1 này. 2 này. Đấy. Ôi, tôi chết rồi. Quên kích Luffy. Đậu xanh ấy. Quên anh em ơi. Quên. Cay thật sự quên. Đấy nha. Ui giời. Ui giời. Tuyệt vời. Tuyệt vời là không được. Perfect là không được. Tuyệt vời không được. Phải perfect anh em nha. Đấy rồi. Đi đi. Rồi luôn. Đấy. Đúng thứ tự là đi ngay anh em ạ. Khá khó đấy. Này newbie cứ đọc cẩn thận là khá khó đấy. Tiếp tục combo 8 là cần hạ gục Jim B có sinh lực thấp nhưng công kích cao hơn trước là như thế nào đấy. Hoàn hảo x5 cơ. Rát nhờ. Hoàn hảo x5 đấy nhá. Nhưng có hạ gục được Jim B đâu. Cần hạ gục được Jim B trước. Thế phải khóa mục tiêu là Jim B trước anh em ạ. Đây chọn mục tiêu Jim B. Xúc. Ui lác nữa. Lác nữa cày thế. Cần hạ Jim B trước. Cái combo này hay ấy nhá. Tôi thấy là nhiệm vụ combo này hay ấy. Nó khá nhiều mạnh đấy. Hạ Jim B trước à. Ui, được có 4/5. Phát đầu được ngay nhưng mình lại hạ nhầm đối thủ. Cày.
Cái đạch. Cái đạch. Cái nhiệm vụ này đúng là mình phải làm từ ngày đầu. Quên. Rồi. Thua hộ cái. Ừ đã ra nè. À, anh em cứ làm đúng hướng dẫn là được một đống mạnh. Cách kiếm mạnh bằng mũ rơm Luffy các kiểu đây đâu. Đây, dùng Kizaru đã tích trữ đủ năng lượng sử dụng tuyệt kỹ. Lượt tiếp theo thi triển tuyệt kỹ. Dùng Kizaru đã tích trữ đủ năng lượng để sử dụng tuyệt kỹ này, lượt tiếp theo. Ok, hiểu. Hoàn hảo X2 đúng không? Thế chứng tỏ là con này phải đi trước. Ơ động xanh à, quên lượt tiếp theo với thi triển tuyệt kỹ mà chúng ta còn Usopp phải đi trước. Động xanh quên. Rồi, còn Jerry chết nhá. À, bây giờ là Usopp đi trước rồi. Xuống trước à. Cái tuyệt vời, cái ké của đây nó tuyệt vời. À, thật anh em ạ. Này. Làm sao mà trượt được nhỉ? Mudadane. Mabaragon. Trượt hộ gái. Ơ. Gì đây? Thế này phải đánh nhanh nhanh trước à? Thế này phải đánh nhanh nhanh trước nhá. Này nó không hin. Nó không hin cho mình. Này phải đánh nhanh nhanh trước. Bọn này khôn thật sự. Ơ. Không khóa ai, anh em hàng sau không khóa là mục tiêu được. Nhiệm vụ làm hơi mất thời gian đấy nhỉ. Thế tôi sẽ đi nhanh các anh em nhá, let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chiêu mộ hạng giờ anh em nhá. Cái nhiệm vụ làm khá mất thời gian, chúng ta phải ke nhiều lần đấy. Nên là tôi sẽ để sau và tôi sẽ đi làm nhiệm vụ làm tí hạng giờ đó, lấy nốt mấy con mạnh Luffy các kiểu là điều đó. Và thêm một ít mạnh của các tướng khác để chúng ta nâng cái ấy. Nâng cái nâng Haki và thức tỉnh các kiểu. À, hôm nay mình làm một nhiệm vụ tiêu kim cương các kiểu nữa cơ mà. Rồi, sắp đủ Luffy đấy. Không biết là có làm trong top lấy đồ đen không cơ. Đâu khả năng là đủ Luffy đấy. Sengoku thì đủ rồi luôn chứ. Tướng này. Đấy, đủ luôn Luffy Wano này. Sengoku. Đấy, bộ 3 Sengoku à, tăng công kích 65% cho hải quân này. Lãnh đạo số này. Chơi bộ 3 đô đốc. Tượng Phật Sengoku anh em ạ, chiến binh siêu tốc. Tiếp tục Luffy Wano. Luffy Wano cũng sinh lực tăng 60%. Tấm gương. Ui giời, lên 546.000 lực chiến luôn. Sợ lấy thêm hai con SSR mà nó búp một đống lực chiến đấy anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Đô đốc hạm đội Sengoku thế bảo mạnh cực kỳ anh em ạ. Ờ, đợi để tôi đọc skill nào. Kỹ năng nha. Sử dụng quyền phong, tấn công toàn bộ mục tiêu này. Nếu là mục tiêu tướng hệ thủ sẽ gây thêm 100 sát thương, có 75% tỷ lệ gây câm lặng cho tướng hải tặc phe địch.
hóa thân thành Phật vàng Sengoku tấn công toàn thể phe địch nếu trong trận phe ta có Gap hoặc Perona. Khi địch bị hạ gục sẽ hồi thục 200% điểm năng lượng toàn bộ chúng ta. Ừ, nếu chúng ta có hai đặc tính chinh phục trở lên, không có cái gì cả. Tăng vĩnh viễn sinh lực bản thân này. Lượt đầu tiên tăng 200 điểm năng lượng cho bản thân trong chiến đấu này, 40% tỷ lệ gây tê liệt, giảm 15% công kích của tướng hải tặc. Ok. Trong chiến đấu có tỷ lệ hồi phục sinh lực này, đồng thời năng lượng sẽ được hồi phục gấp đôi so với trước khi tướng bị hạ gục này. Tiếp là con Huy Khoan Lô nào. Tấn công toàn thể phe địch 15 cho ngon đấy, toàn thể phe địch cái phê đấy. Toàn thể phe địch này. Khi phe ta ra trận có hai đặc tính kiên định trở lên, tăng 500 sát thương cho hàng sau phe ta một lượt này. Tăng vĩnh viễn giới hạn sinh lực bản thân này. Trong trận chiến 30% đỡ đòn cho bản thân này. Bản thân tăng 30% phòng ngự và 20% thì ô con này làm tanh được này. Được. Thế tôi sẽ bỏ con Fujitora và con bỏ con Zoro và con Kuzan là nhà mạng lỏ thật sự. Để bỏ Kuzan. Từ từ. Đầu tiên là phải úp mắt cho tượng Phật Sengoku đã. Và Sengoku và sẽ thay con Kuzan này. Kuzan này tôi sẽ gỡ đi nhá. Đội hình này. Gỡ bỏ. Thay bằng Sengoku. Tướng này. Bồi dưỡng này, trùng sinh này. Lại trùng sinh Kuzan quả thật là đáng tiếc anh em ạ. Đáng tiếc đấy. Nhưng thôi. Tất cả vì đô đốc. Kuzan thật sự trong sát thương hơi kém. Thật sự. Không phải chê đâu nhưng mà Kuzan sát thương hơi kém thật. Cấp sao thực tế. Kỹ năng thuyền viên này. Kỹ năng bột vàng Kuzan này. Tăng đô đốc hạm đội Sengoku. Tăng cấp cái. Lên một phát lên cấp 85 luôn đi chứ còn gì nữa. Kuzan cấp 1. Ui, trả lại thuốc hơi ít nhá. Trả lại thuốc thì tôi ra hơn 540.000 lực chiến à. Bây giờ rồi. Cho tay bán quá anh em ạ. Quên nó bị lag ấy, vừa bị lag. Càng quét 100 lần rồi đủ. 100 lần nữa. Ủa thì chứng tỏ là hoàn trả không được 100% à. Đó, có 58 mới đủ nè. Tiến sao. Mạnh vạn năng có 592 mạnh vạn năng. Cứ bình tĩnh nha. Sengoku tôi sẽ bình tĩnh tiến sao sao. Bình tĩnh. Thì tôi sẽ cân nhắc. Kỹ năng này. Đặc tính là bây giờ sẽ là Luffy Wano thì chúng ta sẽ bỏ con trường trọng lực này. Zoro hình như có choáng. 30% tỷ lệ choáng. Zoro tôi nghĩ là ngon hơn Fujitora. Tiến sao. Nhưng mà Fujitora 6 sao thôi thì bỏ Zoro vậy. Fujitora 6 sao rồi anh em ạ, bỏ Zoro vậy. Lấy con trùng sinh Zoro này thay bằng con Luffy Wano để chúng ta. Ui, có 80% thôi. Thu lại có 80% khỏi 100% anh em ạ. Quên không kích vào cái kia. Chúng sinh 100% nhưng mà mình kích vào cái này. Quên. Ui giời ơi, thì từ nãy giờ mất 20%. Cày thế nhở. Quên không kích vào. Quên không kích vào. Mất 20% của Kuzan anh em ạ.
Yabashi cao cấp này. Đổi về hết. Ui giời, mất bao nhiêu tiền của tôi. Mất bao nhiêu tiền của tôi anh em ạ. Đột phá này bảo sao mình. Cái bình tăng cấp của mình hết nhanh thế. Đột phá ngay. Bảo sao cái bình tăng cấp của tôi hết nhanh thế. Cái 20% của mình cay thật sự. Mất một đống đá này nữa chứ. Ấy à, hơi tiếc nhá. Hơi đáng tiếc đấy anh em ạ. Càn quét thêm 100 lần nữa này. Sở hữu team này. Sao mấy ông kia lên được chiến ngành thế. Hóa ra là ông ấy có mấy con tướng này. Ông ấy vào ông ấy cộng. Cộng thêm 60% công kích và 60% sinh lực cơ mà. Này thiếu như 400 yên cơ. Này đi 500 lần đi. Này đi 100 lần. 100 lần nữa đủ. Xong rồi. Này đi thêm 100 lần nữa. 100 lần nữa. 200 lần nữa đủ. Ê à. Ấy à. Rồi mắc. Mắc. Đội hình. Gỡ. Thay bằng Luffy Wano. Ấy. Ra chưa. Trang bị. Tăng cấp nhanh. Tăng cấp nhanh. Từ từ phải mắc vũ khí trước đã. Rồi bây giờ tôi sẽ đi build đồ nhanh nha. Mấy con này và chúng ta vào trận chiến luôn nha. Let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục build đồ đến với công nghệ game ma cho Sengoku. Vừa đây tôi đã xả 200 lần game ma đây. Dương mạnh game ma đỏ. Ui giời ơi, được một dương à. Giạt thế nhờ, 165 mà được có một dương. Nói là quá giạt, quá giạt. Đây chúng ta còn 3 mã game ma đỏ này. Tướng, à quên game ma, công nghệ game ma trước. Công nghệ game ma trước. Sengoku rồi. Lấy chữ C với cái. À quên. Ui không được phát đỏ này, Sengoku này. Này cái chữ V này. V với chữ lấy cái chữ V trước đi. V với cả P. Hai chữ đi. À quên. Còn Luffy nữa. Tôi còn Luffy nữa cơ mà. V với P. V. V với P với Q. V với P với Q nha. VPQ. Ui tôi không có cơ. VPQ không có luôn anh em ạ. Xem lại lần nữa nào. NOUW ạ. Dạ màn thế nhờ. Công nghệ game mà. Về là hiếm đấy. Tôi gì tôi ra có không? Không có chữ V hiếm anh em ạ. Thôi, thì cứ tạm thời thì đã. Phòng thí nghiệm một lần mua này. Rồi nó sẽ nâng từ từ lên. Ok, tiếp tục trận đấu này.
đội hình. Công nghệ game ma này. Đặt vào nhanh. Rồi, nâng nâng điểm game ma cho Sen Goku 30 à. Nâng một cái đỏ trước anh em ạ. Bốn mươi thì chết à? nâng quá tay. Luffy tạm tạm đã. Hôm nay là chưa thức tỉnh được cho hai ông này đâu. Chưa thức tỉnh cho hai ông này nhờ. Từ tướng này Haki, thuyền viên phải đạt 6 sao mới nâng được Haki. Rồi hôm nay khả năng mình nâng 6 sao cho Sen Goku anh em ạ. Rồi chờ nào, tướng này Sen Goku là đủ 6 sao đấy. Bồi dưỡng này Sen Goku khỏe lắm. Tiến sao mạnh vạn năng. Từ mình phải đi vuốt cái chiêu mộ hạng giờ đấy anh em ạ. Vuốt chiêu mộ hạng giờ để lấy một đống mạnh đã. Tính tiếp chơi khô máu luôn. Kim cương để chơi khô máu chiêu mộ hạng giờ luôn cho nó rát. Vừa có mạnh các con vừa chiêu mộ hạng giờ đấy tính ra là ngon đấy. Không biết có nhận được Perona không. Con Perona này hiếm vãi anh em ạ, không có luôn đấy. Quay thường ra luôn đấy, không biết ông nào quay được con Perona này chưa. Chiếu mộ hạng giờ tốn kim cương phết đấy, 20.000 nháy đấy. Tỷ lệ ra mạnh Sen Goku rất thấp. Và đặc biệt là con Luffy Gear 4 này cũng rất thấp luôn anh em ạ. 75.000 điểm mới vào được top. Để lấy đâu ra top đây. Khá nhiều mạnh Luffy. Con Luffy Wano mạnh hiếm hơn cả Sen Goku anh em ạ. Thật sự là con Luffy Wano mạnh hiếm hơn cả Sen Goku. Sen Goku tôi quay chay ra đấy. Quay nhanh này. Còn 287.000 kim cương. Quay đến khoảng 100.000 kim cương thì chúng ta sẽ dừng lại nhá. Đây phát cuối à. Rồi 100.000 kim cương để rồi dừng lại có gì còn tiêu nữa. Dùng con tiêu anh em ạ. Đấy, bây giờ sẽ đi tướng này, bồi dưỡng này, tiến sao ấy, sử dụng mạnh vạn năng. Rồi tiếp tục tiến sao. Ui 280 rồi, thốn nhỉ. Rồi lên 6 sao cho Sen Goku rồi. Luffy cứ để tạm 4 sao đã. Tướng này Haki, Sen Goku tự định. Haki của Sen Goku lại rẻ. Vòng quay Haki của Sen Goku thì lại rẻ anh em ạ. Ôi Luffy Wano này mua luôn. Đấy chúng ta phải để quay vòng Haki này. Như vừa tôi nói đấy. Còn 11.000 nữa kìa. Ôi hết mạnh Sen Goku à. Đột phá này. Lên cấp 10 Haki à. Cần đặt cấp độ. Thiếu cái này là đã đang dụng hết kim cương rồi này. Đây bạo kích này, phá kích tăng đều. Rồi tạm thời thế đã.
Haki của Luffy thì chúng ta chưa được. Đằng nào thì mạnh chưa đủ tài nguyên đâu. Bây giờ sẽ phải đi tăng tiếp là cái ấy này, thức tỉnh. Thôi thức tỉnh này. Thức tỉnh tốn lắm. Đi bồi dưỡng này. Kỹ năng này. Này khoai này. Tốn Belly là nó nằm ở đây này anh em này. Một cái 50 cấp đã. Năm trăm bảy mươi nghìn lực chiến, niềm tin công lý nha. Này tôi không dám tăng nhanh, tăng nhanh hết sạch Belly. Tăng nhanh thì hết sạch Belly anh em ạ. Tăng sát thương này, tôi sẽ đi build nhanh nha. Let's go này. Ok, tôi nghĩ là mình sẽ sử dụng mảnh vạn năng để tiến sao cho Luffy anh em ạ. Cho Luffy lên 5 sao cho nó giống con người nữa. Đấy, nó sẽ tăng thêm được vào cái chỉ số tăng sát thương này nè. Rồi. Tiếp theo tăng thêm vào phần đặc tính. Đặc tính Sengoku là lấy cái bình này tăng vào nhanh. Sử dụng auto click cho nhanh anh em ạ. Rồi. Thế thôi. Cho Luffy một ít nữa. Rồi, Luffy điểm máy mắc ạ. Úi dồi, hết Belly. Rồi, tăng quá tay à. Tăng quá đà anh em ạ. Phải bán thêm một tí, kiếm tí Belly cơ. Vật liệu này. Bán mấy cái liên thuyền đi kiếm tí Belly. Bán mấy cái thứ liên thuyền này đi. Rồi. Tướng này. Bồi dưỡng này. Đặc tính này. Đặc tính này quan trọng, tăng 5% sinh lực đấy anh em ạ. Mặc. Ok. Đã đạt cấp độ tối đa. Tăng thêm lấy con này tanh nên là rất cần sinh lực nhá. Này tanh thì chúng ta cần rất nhiều sinh lực cho nó. Tôi sẽ cố định chơi khô máu. Rồi hết rồi đấy. Belly. Belly nó tụt kìa. Rồi lên được 17 cấp độ. Rồi. Tạm thời như thế đã. Hết tài nguyên rồi. Hết sạch tài nguyên rồi. Team chúng ta có một team cực khỏe này, được chiến đến 80.000. Được tốt lục chiến và top đầu đấy chứ. Ông kiến nạp 6 củ rưỡi rồi. Được tốt lục chiến. À, đua cấp. Ui dồi ôi, 678.000 lực chiến rồi. Cái gì thế nhở, ông này ông ấy đội hình rát đấy nhở. 178 chọn đội hình này. Đây. OLG đứng đầu. Luffy. Sengoku 3 con tanh. Đấy, đằng dưới chúng ta có như này. Lông đen. Rồi. Vậy trận này chắc kinh điển quá. Rồi. Thư có nhận được gì không? Hướng dẫn liên kích. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đấu trường luôn. Vả cho nó rát. Ui, mình bị đẩy xuống top 3 rồi này. Ái chà. Để xem ông top 2 này có cái gì mà đáng sợ thế. Ông top 2 này tin nông dân đấy. Mà ông Bill sợ thật anh em ạ. Bill đánh bật mình khỏi top 2 kìa. Để xem Sengoku với sức mạnh của cựu thủy sư đô đốc xem đánh đấm như nào nè. Team mình sở hữu 2 đô đốc, còn lại là 4 hải tặc. Ui, tốc độ vẫn thua ông này.
tốc độ vẫn bị thua anh em ạ, nhưng mà tôi có dàn tanh ở đằng trước chất lượng. Xin đổi bạn cái cước. Nào, đập Senoku xem nào. Đập Senoku xem nào, mít. Nào, giật Luffy các bạn. Úi giời ơi. Úi giời ơi, mít. Tuổi gì? Bố, tôi khuyên anh em chơi con bố này hơi bị trâu luôn nhá. Mang tiếng là tướng sát thương nhìn con bố này cực kỳ trâu luôn. Tụi bạn đánh mình bây giờ hiện nguyên hình ngay, muỗi đốt inox ngay. Thủy sư đô đốc Sengoku 370k. Râu đen nhồi vào gần 1 triệu đam. Ui giời ơi. Này thì team nông dân lên top 2 mà chúng tôi hồi máu đi, hồi máu hộ. Hồi hộ tôi cái. Mà ông này phải nói là biết chơi đấy, biết cái build đấy, team nông dân mà chơi được quả kèo này khá là căng đấy. Dầu đèn mình sát thương khủng thật. Sengoku cũng khủng. Xanh cũng khủng nốt. Nhưng mà Fujitora sát thương hơi cùi. Ok. Rồi. Và bây giờ là pha đứng hình nhẹ nhưng mà đội bạn là bị tím rồi. Ông top 2 chính thức là lên đường. Ok, tiếp tục này. Chúng ta sẽ đi khiêu chiến với ông top 1. Top 1 có xanh 7 sao cơ, rát thật nhờ. Xanh nhập lên 7 sao rồi đấy. Rồi, thử xem top 1 có cái gì. Hơn mình 100.000 lực chiến. Team cũng giống nhau thôi nhưng mà tốc độ của ông kia thua nhá. À, ông kia chơi Kuzan à? Không chơi Fujitora mà ông chơi Kuzan để tăng khống chế à? Đau. Luffy Wano. Luffy Wano họa 6 sao chắc Haki thức tỉnh đầy đủ rồi. Úi đau thế nhờ. 100k lực chiến rát đấy. Úi giời căng nhờ. Căng. Lực chiến áp đảo quá. À đội bạn cũng chơi xanh. Hôm qua là hôm nay cũng chơi xanh. Lực chiến áp đảo quá anh em ạ. Luffy Wano của mình cũng chưa làm được gì cả. Nạt. Lực chiến áp đảo quá. Nạt. Ông top 4 này à. Vào khiêu chiến bắt nạt mấy ông dưới này. Cũng đội hình khủng đấy. Vin Smoke này 1 triệu đam. Rồi luôn. Sanji hồi máu. cũng đúng với chơi ấy. Anh em nông dân mà chơi Sanji hồi máu này kết hợp con Kuma là khỏe đấy nhá. Con Sanji con Kuma thường khỏe đấy. Rồi. Lại bị treo nhẹ. Ok, tổng kết lại ngày hôm nay là chúng ta lên được top 2. Top 2 lực chiến và top 3 cấp. Cái thời gian đầu tôi dùng mảnh hệ vạn năng hơi ẩu anh em ạ, chứ không là bây giờ nó cũng lên được 600k lực chiến. Cái này là chắc chắn là ông này có ông chưa mộ được con tướng nữa rồi. Con tướng nào đó là sẽ cộng đam với cả những con khác. Vớ vẩn, ông này chưa mộ được râu đen thì không biết. Căng đấy, cái đấy mình sẽ phải xác nhận lại em nhá. Trước khi kết thúc clip thì tôi sẽ đi mang cái team của mình đi bấu thử trong sóng boss thường nè. Có xanh mà khỏe thật. Khả năng mình sẽ phải nâng thêm xanh nữa. Ngày 6, ngày 7 sẽ phải nâng thêm xanh nữa. Râu đen một nháy. Có râu đen clear hết. Bỏ auto tua nè. Sengoku. Rồi. Ôi, Cavendish khỏe thế nhở. Cavendish khỏe thế cơ. Luffy Wano. Cavendish này. Đây, ulti của Phật Vàng. Thôi để auto đây. Auto mình đã phải kích. Boss phải càng với 6 càng trâu nhá. À, Sengoku làm to chưa? 177k, không xanh được bao nhiêu? Xanh 237. Ừ, xanh nó tướng thuần sát thương mà. Quan Luffy là bị ulti.
chưa kịp nhìn thấy ulti của Anonfi. À, làm nhảy nháy nữa à. Gặp Bartolomeo hệ thủ. Gặp team của Bartolomeo lồng mèo hệ thủ. Thế là ông top 2 kia nếu mà với cái dàn tướng lông dân đấy thì chắc chắn là sẽ chỉ ở top 3 thôi, mà top 3 nó cũng gọi là mong manh đấy. Vì dàn tướng nông dân mà gặp dàn tướng U SSR như này, SS cộng như này thì hơi khê anh em ạ. Mà gửi ông kết hợp tướng khá hay rồi. Rồi. Cái điểm tích nộ của Luffy Wano hơi thấp nhờ. Mặc dù là mình đã mắc năng lượng các kiểu đấy nhá. Cái điểm tích nộ hơi thấp. Điểm tích nộ của Wano Luffy nhìn chung là hơi thấp đấy anh em ạ. Sẽ tính toán không biết con nâng con Wano tiếp không. Ok, hôm nay kết thúc series ngày 5 anh em nhá. À tơ thuyền trưởng hôm nay xong không chưa có mạnh skin Wano Luffy ấy chưa kích hoạt được. Ok, chúng ta kết thúc ngày 5 với thêm một con pet này lên được 140.000 lực chiến lên top 2, top 3 cấp. Hẹn lại anh em vào ngày 6 đua top căng thẳng ngày 7 nữa nhá. Bye bye, nhớ bấm like đăng ký kênh. Bye bye và chào tạm biệt anh em.